Những AI tạo hình ảnh sản phẩm đẹp mắt mà anh chị nên dùng. Anh chị không biết thiết kế hoặc chụp ảnh sản phẩm như thế nào cho đẹp để đăng trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo và bán hàng thì anh chị nên sử dụng những AI sau. 1. Mocker AI. Với AI này, anh chị sẽ có kho mẫu hình nền cho sản phẩm có sẵn, thoải mái cho anh chị lựa chọn. 2. Bow AI. AI này sẽ tạo những hình ảnh sản phẩm đẹp mắt và cả những hình ảnh người mẫu thời trang có sẵn, rất phù hợp với những anh chị bán hàng online như áo quần thời trang. 3. Creator Kit AI. Ngoài tạo ra những hình ảnh đẹp mắt, AI còn có thể tạo video quảng cáo sản phẩm với việc edit video cực kỳ đơn giản, với thêm chữ, phụ đề, giọng nói, âm nhạc, chủ đề của video. 4. Blend AI Studio. AI này, anh chị vẫn tạo ra các hình ảnh sản phẩm đẹp mắt. Không những thế, AI còn sử dụng được ngay trên app của điện thoại, rất là tiện lợi.